ơi. Trời ơi, cái gì mà ác quá vậy trời. Ai ác, ai làm gì cơ? Thiệt á, biết bao nhiêu chỗ không, nắm nắm áo, nắm quần, phải nắm cái đầu. Ôi, trời, người này quen nha. Ê, con quỷ vô su đúng không? Trời ơi, em chứ ai. Rồi mày đi đâu mà vô trong trong cái bao tao, mày nằm đây vậy? Trời ơi, em đến đây với cương vị rất đặc biệt. Đó là hot chính của chương trình này. Đó là hot chính của chương trình này. Ra đây, mày ra đây. Em bò thì chân cắn bò ra được không? Cái bàn này cũng lớn rồi, chưa vô luôn. Chưa luôn, chưa luôn, cắn cái bàn này cắn nè. Chưa luôn, chưa luôn, chưa luôn. Cầm xuống rồi đưa đầu vô thôi. Dừng dướng ra, dướng cái gì. Dướng cho dướng, dướng cho dướng. Ờ đúng rồi. Trời ơi, bự vậy hả? Bây giờ nó bự quá. Thành đâu bây giờ. 2, 3, action. Chị đây mới là vai chính, cưng chỉ là nữ phụ thôi. Chị tồn tại trong hư vô thôi. Còn em ra ngoài, em là người thiệt rồi bây giờ. Chị quăng cưng xuống ao bây giờ. Em tắt 3G là chị im nè. Con này là con Google ở à. Cái mặt nó y chang cái con mẹ Google hồi nào cũng giờ. Ai cũng có cái con mẹ Google như thế nào đây. Không khác cái mặt em nè. Có mặt bằng Google nè. Có bả bự, bả bự hơn em. Có mặt em nè. Đó nè. Em nè. Ớt sa tế, ớt sa tế 50 ngàn. Một muỗng. Một sữa đặc cũng 50 ngàn. Một giọt. Ê, nó nghe là buôn bán hay đi ăn cướp vậy? Cái này là giá niêm yết của công ty đưa xuống nha. Công ty đưa xuống chứ tôi là làm theo tôi. Công ty nào vậy? Đa cấp. Đa cấp 2 chú BD thôi. Rồi. Đó là tôi với bà Google á. Rồi. Ủa bà Google nó BD hả? BD đó giờ không biết hả? Không biết. Trời ơi, tại bà kính, tại bà kính. Mặt bà sao là cái mặt bà sao? Cái mặt bà sao là cái mặt bà sao? Không phải nè. Đó, của tôi nè. Rồi, chúng ta còn có những sản phẩm đến từ Vua Biển. Đó, chất lượng cá sạch, đạt chuẩn quốc tế nha mọi người. Đây, đó. Tại vậy mới lãnh tiền chứ, tại vậy mới lãnh tiền chứ. Đúng rồi. Còn, tôi giới thiệu với mọi người, đây là cái mẹ này không có tên vậy. Rồi, không biết đọc. Có. Đây nè. Có rồi. Mắt cá ngừ đông lạnh đó. Chị ơi, chị có lấy tiền của nhãn hàng không chị? Mà sao chị dấp dữ vậy? Rồi kia nó sơ sót thôi. Đó rồi 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 rồi. Đó rồi 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 rồi, mất tiền rồi, rồi xong rồi. Chết chết cha, mất điểm trong mắt nhà tài trợ rồi. Đợi chị chút. Rồi, bây giờ vừa. Rồi. Bây giờ vừa. Rồi, nhãn hàng trừ tiền khúc này giùm em nha. Nói chuyện bình thường không có đứng. Đứng cứ hai đội vậy là sao? Thôi thôi, xin lỗi, xin lỗi. Cái vú thì vú không phải là vú thiệt. Cái vú như cặp bô xe vậy đó. Mà đứng cứ cà chạng vậy chứ trời. Rồi cái vú bà nó đập vô nguyên cái đống đồ vua biển người ta. Thôi thôi thôi. Mà không nói thì cứ làm hoài à. Nè, tặng một hũ nà bên cái coi. Ô trời đất ơi, chủ. Chủ nghĩa làm gì làm. Bọn mày nha, mày ác ác nó vừa vừa thôi con bé hả, nó nói quá trời, nó chẳng bay gió, nó lùa qua nó đổ đồ thôi. Mà để giờ đồng đội của vậy? Đứng xếp lại đàng hoàng cho nó mà không có một cái lời cảm ơn hay là tặng. Mới rủa xả con người ta thì đó. Không, tại quen cái thói quen bịt miệng người khác á. Làm gì cũng kỳ, không cho bên đây rồi cũng phải cho lại bên đây, cho mình cái giá nè. Cho cái giá đập vô đầu nó đó. Thôi quê rồi, đó. Rồi thôi bây giờ mình lựa chọn món ăn đi. Ăn cũng quay, làm cái gì cũng quay. Khi nào mới không quay? Trời ơi, chị đi tắm em quay không? Chị chui lại cái nhà tắm của Kim đứng kìa cái chị. Thôi, thật ra hồi nãy chị có nhìn lén vô, thấy chút đỉnh. Nó đã lắm. Rồi bây giờ chị sẽ review trái vải nha. Đây là trái vải thiều. Sau khi chị lột cái vỏ nè, nãy giờ. Bây giờ chị sẽ ăn, chị sẽ tận hưởng cái sự mà ăn uống ngày hôm nay với một con trái dễ thương lão cổ của anh đó. Một con trái dễ thương lão cổ của anh đó. Em ăn đậu củ của anh làm sao? Rồi nói hết muốn ăn luôn rồi. Lỡ rồi thôi. Đừng quay gần có thấy rau á. Chưa chạm. Cuối cùng ăn cái gì? Cá nè. Cá sao phải làm không? Tại giống môn nam nhiều. Cái phim trường gì đâu mà toàn là BD không. Sao chị biết? Hả? Sao chị biết BD? Trời ơi, nó hiện số trên đầu hết trơn. Số 5 mà chơi BD nó nhỏ nhất. Tâm linh tương thông hả? Ờ, giống như chơi điện tử mà. Nó có hiện cái ống máu vậy đó. Bao nhiêu năm hiện 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 hết trơn. Có đứa mới chơi còn yếu lắm. Mới chơi yếu xíu. Chồng em á. Chị? Chị chồng em chứ. Chị là chồng em à? Đúng rồi.
mua vật hơi tao bị tôn quá. Ghê, phản cảm mất, hành động nó phản cảm lắm. Mà không có gì, tao không có làm chồng được, tao không có làm chồng được. Chỉ làm vợ thôi. À, làm vợ hả? Làm vợ giọng đặc vậy? Đi đi làm vợ. Mà sao cái giọng khèn nữa là khèn. Có phải tóc thiệt hả Su? Tóc thiệt. Cái đầu em gào quá đó. Da đầu thiệt á, da đầu. À, da giả gì, da giả. Da giả. Da giả như tóc. Tóc thiệt, da giả. Sống nhìn tin quá. Nó gào luôn ghê không? Trời ơi, nó chân thật tới mức độ đó. Nếu mốt mà tới có chí là đỉnh cao rồi đó. Mày thấy mình giống Lan trong Lan Gia Điệp không? Lòng cái nhạc Phật Đản năm nay vô chị. Không chị hiền khô. Chị có biết gì đâu không? Chị thề danh dự nó hàng người ta hết chưa? Rồi, tiếp tục trở lại thử thách với cả hai đội chơi. Là trong vòng 5 không phút. Không ai muốn chơi. Không ai muốn chơi. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi trời ơi. Vừa nấu vừa đánh su su. Phải làm bằng tay trái. Tôi thưởng tay trái. Tay trái nè. Tay này bỏ xuống nè. Rồi, người tay trái đây. Đây, bỏ ra đây. Phạm luật nè, tay trái nè. Má ơi, con thuận tay trái, má ơi, má khỏi buộc con, không làm tay trái nữa. 5 phút nghe, nữa. Bỏ cái tay phải ra. Chiền khôn. Trời ơi, mày thấy cái tường gì, ủa tay trái là bình thường. Ừ thì làm đi. Đánh giá anh Hào quá thấp rồi. Kìa. Trời đất ơi. Đó tao... kìa nha, anh Hào cầm tay trái kìa, có làm được đâu. Ủa gì? Mồ hôi tao giống ở đợi cho mày vậy đó. Trời ơi, khi không làm phụ gì hết. Rồi bây giờ xin mời đội của anh Hưng sẽ vừa làm với một chân. Mày không có làm những gì mà á. Với một chân. Con chân lại đá xu xu hay gì? Đừng mà đừng làm như vậy, tôi không biết gì sao hết. Sao mà cứ đưa ra những cái thử đây là những cái mà điển bề trên đưa xuống. Điển rồi. Rút một chân lên nào. Đó, ừ, chị ơi, khép vô. Vậy là chó đái bờ rào nha. Khép vô. Sao bà muốn nói đứng cái gì vậy nè. Được nè, đứng vậy là kỳ nè. Đó, rồi. Tôm chơi thử thách, khỏi đề nghị. Tôm chơi thử thách, khỏi đề nghị. Không chơi hả? Không. Chơi đi. Chơi được gì? Đừng niềm tin. Là sự tình yêu của khán giả hả? Tín nhiệm của mọi người. Rồi, bên đây là không đứng chân nào hết. Này có phải cái chân đâu? Chứ là cái gì? Đây là hai cái nạn. Vậy là xưa nay đi nạn sao? Ờ, đúng rồi. Rồi, vậy mình cũng rút một chân, thấy người ta không? Rồi, đội này mình rút chân lên luôn. Đúng rồi. Đâu có dò lên. Chiền khôn. Không, bây giờ cắm cái nồi cơm điện vô nè. Thì phải lết đi chứ sao giờ? Cò qua đi, đây. Rồi. Trời ơi, ổn không vậy? Hoài da, như chuối chín cây. Gió lai ngoài rụng. Con này xì ra coi chú tôi làm ăn. Rồi, bây giờ thử thách dành cho đội anh Hưng. Phải nêm nếm bằng miệng, không dùng tay múc. Chiền khôn. Nêm vậy rồi sao mà bán? Lấy cái miệng kẹp cái muỗng xong múc. Cái thử thách gì mà? Đưa cho anh, cứ đưa quét quét đại dây xíu xíu thôi. Nước ở dưới đây nè, đó. Từ từ nè, hỗ trợ nè, đó. Ok Kiệt ơi, anh chỉ làm cái này tới đây thôi nha cưng nha. Không có xa hơn đâu. Ủa? Kiệt nào vậy? Ờ, nó phong lông vậy thôi. Không tự nhiên cái nó phong lông, em tưởng sao nói đâu ở đây. Em đem gì vô không? Ở khu này tâm linh lắm em. Sẽ có một cái thử thách dành cho anh hiệp sĩ. Đó là mình phải vừa nướng mà mình vừa đọc một bài thơ, mình sáng tác một bài thơ. Một bài thơ về anh Đàm Vĩnh Hưng. Đi làm thơ với ngoại chứ không? Đi ngoại. Sao? Câu đầu là gì? Rồi con mời với câu đầu nha. Để nói về Đàm Vĩnh Hưng. Để nói về Đàm Vĩnh Hưng. Trời thơ mày kỳ vậy con. Thơ thất ngôn tứ tuyệt. Trời ơi má ơi mày tuyệt quá, tao tươi tao tú luôn rồi con ơi. Chứ sao ngoại chỉ con câu đầu đi, con gieo từ từ. Thật ra thơ lục bát dễ hơn. Đúng rồi. Cho câu đầu lục bát đi. Biết lục bát là gì không Khánh? Lục bát là 6-8 luôn chị. Đó rồi làm đi, làm 6 trước đi. Câu 6 hả? 6-8 mà đừng lộn qua 6-9 nữa cưng nha. Trời ơi, 6-9 là lúc đó ngoại không có nói chuyện được, lấy gì làm thơ. Chị đi phụ và đội em ngon. Nói gì? Một câu thơ. Nói về anh Đàm Vĩnh Hưng nè. Cho em câu đầu đi. Đàm Vĩnh Hưng nướng thịt ngon. Nướng thịt ngon. Trời ơi, gì vậy trời? Ê, nó nghe nè, nó đỏn. Nó ngắn 6 chữ đó. Không chị ơi, nó không có vô cái gì hết chị ơi. Trời ơi, không biết nói thì thôi. Ờ kìa, anh Đàm Vĩnh Hưng đi. Ok. Vĩnh Hưng hơi lẻ hơi lùn. Vĩnh Hưng hơi lẻ hơi lùn. Rồi, được câu đầu rồi. Vĩnh Hưng hơi lẻ hơi lùn. Nhưng mà được cái phụ tùng hai gan. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi. Bây giờ đưa ra cái thử thách tiếp theo. Thôi đi, cứ dành riêng cho chị Buka. Đó là vừa trời làm ơi. Nước uống vừa gọi đầu trời. Làm nước uống vừa gọi đầu. Trời đất. Chiền khôn. Gọi đầu là gọi đâu? Đúng rồi, hát gọi đi. Gọi cái đầu chua lè. Gọi cái đầu cay xe. Gọi cho ngày sau con. Ê Buka, một ngày em ở trên điện thoại bao nhiêu lần vậy? Bao lâu? Dạ em ít lắm.
Ở thấy sáng giờ em có cầm điện thoại đâu. Nhưng mà tại sao em biết được nhiều hả? Ừ. Dạ tại tối em cầm.